Hello, xin chào tất cả các bạn và các em. Chúng ta lại quay trở lại chuỗi 15 học phút học hóa mỗi ngày. Và với phần hôm nay là về phần chuyên đề lý thuyết, 20 câu lý thuyết hay sai của phần Nested Lipid. Và thì mình ở đây để giúp cho chúng ta chắc về phần lý thuyết hơn. Ok ạ, và chúng ta bắt đầu nhá, và chiến đấu nhá. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như ủng hộ thầy, cũng như là comment đáp án xuống phía dưới ạ. Và thầy sẽ rất rất vui hơn nữa nếu các em chia sẻ buổi học này lại với tường. Ok, mình bắt đầu câu số 1 nhá. Chất tích có công thức cấu tạo thì tên gọi của nó. Đây là nhóm chất. Đây là nhóm thế vinin. Và đây là acry, vì nó là vinin acrylat. Câu 2. Trong phản ứng este hóa giữa ancol ethylic và axit acetic. Ancol ethylic C2H5 OH và axit acetic CH3 COH. Đây là phản ứng este hóa. Thì mình sẽ thu được là CH3 COO C2H5 cộng H2O. Câu này là hỏi khác. Axit sulfuric không đóng vai trò nào sau đây. Nó là chất xúc tác là đúng rồi. Làm chuyển dịch cân bằng là đúng. Hút nước là đúng. Vậy không đóng vai trò là chất oxy hóa nhá. C, câu hỏi rất rất hay. Câu số 3. STX không tác dụng được với natri. Không tác dụng natri, đúng rồi. X tác dụng với NaOH, thu được ancol duy nhất là CH3COH và muối natri adipat. Muối natri adipat vậy nó sẽ là COOH này, 1 2 CH2 này, CH2 này, CH2 này, CH2 2 4 6 COO đây là CONA. NA CONA. Đây là muối đi nát đi adipat. Và một ancol duy nhất là CH3COH. Vậy suy ra cái muối nó bắt buộc nó phải là CH3OOC này. Một nhỏ hai này, hai carbon này, ba carbon này, CH2 bốn carbon này, năm carbon này, sáu carbon COCH3. Được chưa? Vậy công thức của x của chúng ta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, C8. Bỏ C4, bỏ C10, bỏ C10. Đáp án đúng đáp án này. C8H chưa nào, đúng không? Kiểm tra là H. 3 cộng 3 là 6. 8, 10, 12, 14. C8 là 14, 14, đúng rồi. Dễ quá. Câu số 4 đó. Phenin acetat được điều chế trực tiếp gì? Câu này rất hay. Phenin acetat thì nó sẽ điều chế được trực tiếp từ anhydride acetic nhá và phenol. Đáp án đúng là đáp án C các em ạ. Câu số 5. Metin acetat bị khử bởi. Câu số 5 này, metin acetat, cái câu này là cái câu này giảm tải, nhưng mà thầy sợ là có rất nhiều trường trong phần ST vẫn dạy các em nên thầy cho vào đây để đề phòng cho chúng ta biết được. LiAlH4 nhiệt độ thì sẽ thu được là C2H5OH và CH3OH. Thì sản phẩm anh này là ethanol và methanol B nhá. Đấy thì câu này có giảm tải rồi. Nhưng mà vấn đề trong này để mà cho các bạn à, nếu mà chẳng may có gặp phải thì không bao giờ bị sai. Đúng không? Chẳng may thôi. Câu số 6 ạ. Câu số 6 ạ. Khi đun nóng. Câu số 6. Khi đun nóng, chất X có công thức phân tử C5H10O2. C5H10O2 với dung dịch NaOH, mình thu được C2H5COONa và ancol Y. Vậy mình sẽ có này, bảo toàn này, C5 này trừ đi C3 vậy nó còn là C2. H10 trừ đi H1, H11, H11 trừ đi 5 thì là H6. O2 cộng O là O3 trừ O2 là O. Được chưa? Vậy CH6O nó chính là C2H5OH, hay còn được gọi là ancol ethylic. Đáp án đúng đáp án A. Câu số 7. Trong nước rửa tay khô để phòng chống nhiễm COVID, người ta thường có glycerol để giữ da tay không bị khô.
Vậy công thức của glycerol là C3H8O3. Quá dễ. Câu số 8. Đun nóng axit acrylic. Axit acrylic CH2 nối đôi CHCOOH với ancol ethylic C2H5OH. H2O đặc là xúc tác phản ứng ete hóa. Thu được CH2 nối đôi CHCOO CH5. Vậy công thức cấu tạo của ete nó chỉ có thể là đáp án A. Dễ nhỉ. Câu số 9. Các este thường có mùi thơm dễ chịu. Este có mùi chuối chín có công thức cấu tạo thu gọn này. Đây. Isoamin acetat. Đầu acetat, đầu acetat, đầu acetat, đầu acetat. Vậy đuôi là đuôi isoamin. 5 carbon. 1 2 3 4 bỏ. 1 2 3 4 5 nhưng nhóm CH3 nằm ở đây là sai rồi. 1 2 3 4 5 đúng rồi, đáp án B. Isoamin mà. Nha các bạn nhé, isoamin nên đáp án đúng phải đáp án B. Câu 10, chất tham gia phản ứng cộng hydro thì nó phải có nối đôi CC. Tripalmitinol. Tristearinol. Ethinacetatenol. Bỏ hết. Ethyl acrylate. Ethyl acrylate đúng luôn. D. Xịn luôn. Câu 11. Đun nóng este. CH2 nối đôi CH COO CH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH thì mình thu được CH2 nối đôi CH COONa cộng với CH3OH. Đấy chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. 11 đáp án A. Dễ thế còn gì nữa. Trường hợp nào sau đây tạo ra sản phẩm là ancol và muối natri axit carboxylic? Anh này không thu được ancol này bởi vì này O đính liền với CH chứa nối đôi nó tạo thành anhít. Anh này thì nó tạo thành muối bởi vì đây là axit cộng với NaOH thì tạo thành muối chứ không ancol, muối và nước. Anh này tương tự là O đính cùng với carbon mà chứa nhóm CH3 nó tạo thành ceton. Nhá, không được. Và ở đây chỉ có trường hợp tạo thành ancol muối natri là anh này. HCOONa và CH2 nối đôi CH gạch CH2OH, anh này là ancol ancol anilic. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D các em nhé. Câu 13. Ui câu này học thầy thì quen quá. Thủy phân hoàn toàn chất béo X trong môi trường axit tạo thành glycerol và hai axit béo, đặt một thằng là số 1, một thằng là số 2. Số đồng phân cấu tạo của X thì nó chỉ có 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2. Đấy, bạn nào học thầy làm này là ra chọn 4 luôn. Kinh điển luôn ạ. Không phải suy nghĩ gì nhiều. Thủy phân hoàn toàn chất béo X trong môi trường axit thì thu được glycerol. Đúng không ạ? Và gì ạ? Hai axit béo. Ở đây được hỏi là số đồng phân cấu tạo của X. Số đồng phân cấu tạo của X thì số đồng phân cấu tạo của X xem nào. Từ từ thầy đầy đọc lại đã. Số đồng phân cấu tạo của X. Đồng phân cấu tạo. Thì hai này là đồng phân này. Hai này là đồng phân cấu tạo của nhau này. Thế thì câu này hơi câu này hơi không hay cho lắm. Nếu mà hỏi là số đồng phân cấu tạo X thì nếu mà như vậy thì để chọn 2 rồi. Bởi vì đây là 1. Đây là 2. Đúng không? Chứ hỏi là có bao nhiêu công thức cấu tạo thỏa mãn X thì là 4. Nhưng hỏi số đồng phân cấu tạo của X thì anh này với anh này là một đồng phân, là hai đồng phân của nhau này. Anh này với anh này là hai đồng phân của nhau này. Câu này hỏi hơi tối nghĩa nhỉ. Thôi chọn 2. Câu này không hay. Sorry các em. Câu 14 ạ. Hydro hóa triolin thu được triglyceride X.
Triolein C17H33COO tất cả 3 lần C3H5. C3H5 hydro hóa là cộng H2, xúc tác niken nhiệt độ thì thu được C17H35COO tất cả 3 lần C3H5. Đun đích với NaOH dư thì chắc chắn mình sẽ thu được muối C17H35COONa cộng với lại C3H5OH 3 lần. Vậy muối chúng ta là muối natri stearat, đúng không? Đáp án đúng là đáp án D. Câu 15 ạ. Tổng số chất hữu cơ đơn chức. Rồi, tác dụng với NaOH nhưng không tác dụng natri thì là không phải là axit. Tác dụng NaOH mà không tác dụng natri thì nó chỉ có thể là ester. Không tráng gương vậy là phải khác cái bọn HCO. Thế thì C4H8O2 thì mình sẽ có là R1COOR2. Đúng không? Với điều kiện R2 lớn hơn bằng 1 và R1 khác HCO cũng là lớn bằng 1. Vậy mình sẽ có là 1 cộng mấy ạ? Tổng bằng 3, 1 cộng 2, 2 cộng 1. Lại sử dụng tuyệt chiêu của thầy 3, 4, 5, 2, 4, 8. 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. 1 x 1 bằng 1, 1 x 1 bằng 1, 1 cộng 1 bằng 2. Siêu không? Chiêu này độc chiêu luôn. Chỉ những anh em nào trong khóa học mới biết. Các bạn nào mà muốn tìm hiểu về cái độc chiêu này thì có thể tìm hiểu trong khóa học của thầy. Bởi vì những cái này là những cái mà tinh túy nhất nha. Đáp án đúng là đáp án 2. Các bạn thấy kinh không? Tốc độ quá cao nha. Anh em nào mà muốn tìm hiểu khóa học của thầy có thể inbox cho fanpage nha. Giới thiệu về khóa học thì thầy không thích giới thiệu nhiều đâu. Nhưng mà các bạn có thể hỏi tất cả các bạn mà học trong khóa thầy để biết độ chất nó như thế nào. Câu 16. Nhận xét nào sau đây là không đúng. Chất béo là este của glycerol và các axit béo đúng. Hydro hóa hoàn toàn triolein hoặc trilinolein thì đều thu được tristerin đúng. Dầu mỡ động thực vật ôi thiêu do nối đôi CC ở gốc axit không no của chất béo bị oxy hóa chậm bởi oxy không khí tạo thành peroxit đúng. Chất này bị phân hủy thành các sản phẩm có mùi khó chịu đúng. Chất béo nhãn nước đúng. Ơ, không tan trong nước đúng. Ơ, cái sai đâu này? Thầy có bị đọc nhầm đâu xem nào. Este. À, ý là sai nó phải là trieste sai chỗ este. Úi giời, đọc nhanh quá Toàn. Kinh quá nhỉ. Lừa thế đấy. Phát biểu nào sau đây là sai? Metin acrylate C2H3COOCH3C4H6O2 đúng công thức chung CN2N trừ 2O2 rồi, đúng. Tristearin là chất béo ở điều kiện thường. Chất béo rắn đúng rồi bởi vì nó no. Đun triglycerid với dung dịch NaOH thì thu được muối natri của axit béo và glycerol đúng tiếp. Đun etinacetat với xúc tác axit vô cơ phản ứng thủy phân xảy ra hoàn toàn sai. Bởi vì ở đây nó là phản ứng gì? Nó là phản ứng este hóa. Sorry, phản ứng thủy phân của este trong môi trường axit thì nó phản ứng thuận nghịch. Câu 18. Biết rằng A tác dụng với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn B. A tác dụng lên NaOH thu được chất rắn B. Hỗn hợp hơi C, chất rắn hơi trưng cất C thì được D. D trắng bạc AgNO3 trong NH3 tạo E. E tác dụng với NaOH lại được B. Công thức cấu tạo của A. Ui dồi, vòng vèo thế. Mình như mình nhìn thế này, C cộng D tạo thành E xong rồi lại cộng với NaOH tạo thành B, suy ra C và B cùng xuất hiện carbon. C, B cùng carbon. Đúng chưa? Thế mình nhìn nhá. 1 carbon, 3 carbon loại, 1 carbon, 3 carbon loại, 2 carbon, 2 carbon lấy.
Vậy A chắc chắn là CH3 COO CH nối đôi CH2. Anh này cũng loại nốt. Vậy chất rắn B nó sẽ là CH3 COONA. Được chưa? Nhá. Đúng không ạ? B là CH3 COONA. Và D của chúng ta nó sẽ là CH3 CHO. C là CH3 CHO dạng hơi. Đây dạng lỏng. Thì tạo thành E là CH3 COONH4. Cộng NaOH thì tạo thành B CH3 COONA. Đáp án đúng đáp án gì? Vòng vèo nhưng mà chúng mình vẫn có cách gỡ. Ui dồi ôi, nhìn câu 19 này. Câu này làm mới phê các em ạ. Câu này làm mới phê, câu này mới làm mới chứng tỏ được level của mình. Mà làm đúng câu đó. Đấy. Điều chế etin acetat từ axit acetic và ethanol. Thì etin acetat là CH3COOCH5. Bước 1 cho chất lỏng Y vào phễu chiết lắc đến quỷ tím chuyển màu xanh. Thì đúng rồi, Na2CO3 là thêm vào để trung hòa axit sulfuric và axit acetic trong chất lỏng Y, chính xác. Mở khóa phễu chiết để loại bỏ phần chất lỏng phía dưới. Rồi, thêm CaCl2 khan và sau đó tiếp tục bỏ chất rắn phía dưới thu được etin acetat. Một, nước trong ống sinh hàn nhằm tạo môi trường nhiệt độ thấp để hóa lỏng các chất hơi, chính xác. Hai, CaCl2 được thêm vào để tách nước. CaCl2 để thêm vào để tách nước. Đúng. Và ancol còn lẫn, chính xác. Dung dịch N2CO3 được thêm vào. À sorry ạ. Cái ba này xịt đúng thôi chứ không phải để trung hòa axit sulfuric, bởi vì axit sulfuric không bay hơi. Để trung hòa axit acetic thì đúng. Ba sai. Bốn, dung dịch X được tạo thành từ axit acetic nguyên chất, ethanol nguyên chất và H2O498% sai nhỉ. Bốn này à, thực ra nó là phản ứng ST hóa. Thì axit acetic nguyên chất cộng ethanol nguyên chất H24 này là xúc tác, 4 đúng. Có thể thay thế CaCl2 khan bằng dung dịch H24 đặc sai. H24 đặc nó háo nước, nó không làm phân tách. Bắt phát biểu đúng là 1 2 4. 1 2 4 nhá. Ba phát biểu đúng. U rồi, câu cuối cùng của 20 ạ. Kinh không? Mình phải nhìn tinh này này. Thằng 2 với thằng 3 thì đều ra Na2S4 này. Suy ra thằng Y và thằng X thì đều là muối chứa một natri. Đấy, mình tinh ý thế nhá. E công thức phân tử là C8H8O6 mà YZ đều là muối chứa một nguyên tử natri. Ăn ba này không hết. Vậy nó phải là ba chức. Ba chức. Vậy mình đầu tiên đi. HCOO đi. CH2 đi. Ba chức cơ mà. Thằng này thử COO đi. CH2 đi. Thì một đầu đây rồi, một đầu HCO đây rồi. Cái đầu HCO này thì nó ra một muối rồi. Đầu này ra một muối nữa, vậy là phải giống nhau. Đây đầu OH rồi. Vậy thằng này nó phải là 1 2 3 4 carbon rồi. Phải trùng với thằng này. OOC CH2. Nhưng đây nó tận là ô mấy cơ mà. À không phải, đây 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 xong rồi các em ạ. Đây là CH2 thì nó sẽ là COO. Không không đúng nhỉ. Đây là cuối cùng mà.
Đầu kia nó phải HCOO cơ. Thì đây nó sẽ là, thì đây nó sẽ là thằng nào? HCO này, CH2 này, COO này, CH2 này. À nó phải là một thằng ancol để nối. CH2 này, OOCH. Thì phải khi tác dụng với 3NaOH thì nó sẽ tạo thành chất X, là chỉ có một chất thôi. Đây. HOCH2 COONA. Đây chất X. Đây chất X. Hai lần chất Y thì nó là HCOONA. Anh này là chất Y. Và chất Z thì chất Z của chúng ta chắc chắn là ethylene glycol C2H4 OH2 lần. Chất Z. Càng đấy. Bây giờ chất Y mà tác dụng H24 thì tạo thành chất T. Vậy chất T nó chỉ có thể là CH2 COOH nhóm OH ở dưới. Vậy chất Y thì tạo thành chất R. Vậy chất R nó sẽ chỉ có thể là HCOOH. Ok chưa? Chất E là este của glycerol. Là sai rồi, este của ethylene glycol cơ. Dung dịch X tham gia phản ứng trắng bạc, sai. Chất Z, đấy, ethylene glycol thì chắc chắn là có tác dụng được với CH2 lần tạo nên dung dịch màu xanh lam rồi. Đây chất Z đây. Chất R là hợp chất hữu cơ tạp chất, sai. Chất R này là, từ từ thầy nhầm nhé. Hai lần chất X thì đây mới là chất X cơ. Còn đây là chất Y, đấy tí toang ấy. Vậy chất X nó ra hai lần mà. Thì đây nó là chất Y. Thì chất X, chất X thì nó sẽ tạo ra chất R. Đây là chất R này. Chất Y nó sẽ tạo ra chất T. Mày qua mới đến Z thôi. Chất R là hợp chất hữu cơ tạp chất. À đâu, thầy có bị nhầm không? Hai lần chất X thì tạo thành chất R. Đúng ạ, hai lần chất X thì tạo thành chất R. Mà hai lần chất X thì nó là hai thằng, hai lần chất X mà. Đúng không ạ? Hai lần chất X. Bởi đây nó không sinh ra nước. Đâu? Thầy nhầm đấy. Chất X là đây mà. Sorry các em. Sao loạn thế nhỉ? Ra được hai lần thì thằng này phải là chất Y. Ra hai lần thì thằng này phải là chất Y. Ra một lần thì thằng này phải là X. Thằng X thì tạo thành thằng R. Đấy. Thằng Y tạo thành thằng T. À vừa nãy thầy nhầm. Chất R hợp chất hữu cơ tạp chất, đúng rồi. Đun nóng Z với A4 đặc thu được anken, không thu được. Đấy chưa? Vậy mình sẽ có số phát biểu đúng là 3 và 4. Vậy mình chỉ có 2 phát biểu đúng thôi. Nhá. Mình chỉ có 3 phát biểu đúng thôi. Ok. Các em thấy buổi học hôm nay thế nào? Dã man không? Những cái câu cực kỳ hay. Đấy thì các em nên nhớ cho thầy một điều rằng là cái điều kiện tiên quyết để chúng ta học giỏi, làm được đúng các câu lý thuyết, đấy là chúng ta phải chắc kiến thức nền tảng nhá. Bạn nào có muốn trải nghiệm một cái chuỗi học thử của thầy thì có thể click vào cái link ở bên trên để chúng ta có thể tham gia vào cái nhóm học thử của thầy, để chúng ta có thể biết được học thầy mình chất như nào. Cảm ơn tất cả các bạn và các em. Hẹn gặp lại chúng ta vào buổi sau.